Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình của Manga Comic Con 2023 ngày hôm nay ạ. Và xin chào tất cả mọi người, mình là Bo Gumiho. Và mình là Minh Khoa. Rất hân hạnh được đồng hành cùng tất cả các bạn trong buổi talk show ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. À Khoa ơi, cho Bo hỏi một cái nha. Đố Khoa, tại sao các bạn của Kamen Rider hay nói năm 2000 là năm kỷ niệm lớn nhất của Kamen Rider? À, thì theo như em được biết, năm 2000 là một năm đánh dấu sự trở lại của dòng phim Kamen Rider sau nhiều năm vắng bóng với Kamen Rider Kuga. À, đúng rồi. À, vậy bỏ đố Khoa luôn nè. À, vậy bộ Kamen Rider Decay là kỷ niệm bao nhiêu năm để trở lại? Dạ, thì theo như năm ra mắt thì DK là kỷ niệm 9 năm của sự trở lại đặc biệt lần này. Wow, vậy lần này Manga Comic Con Việt Nam có đem tới một bất ngờ gì không? Thì em nghĩ là cái bất ngờ này tất cả các bạn đang ngồi ở đây đều sẽ biết. Các bạn có thể nói cho mình biết là khách mời hôm nay là ai được không ạ? Là ai ạ? Vâng, và nếu như các bạn đã biết rồi thì sau đây không làm mất thời gian của các bạn nữa. Xin mời các bạn hướng mắt về sân khấu và dành một tràng pháo tay thật lớn cho để chào đón hiệp sĩ mặt nạ qua đường, Masahiro Inoue. Mời anh có thể được. Hello Việt Nam. Minasan konnichiwa. Inoue Masahiro desu. Yoroshiku onegaishimasu. Mở cho mình mic số 3 ạ. Anh Inoue Masahiro, Kamen Rider DK gửi lời chào đến mọi người đã tham gia vào Manga Comic Con ngày hôm nay ạ. こんなにも多くの人に僕のことを知っててくれてとても感激してます。みんなありがとう。Anh em muốn gửi lời cảm ơn với mọi người. Thực ra có nhiều người biết anh ấy như vậy, anh ấy cảm thấy rất là cảm động. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ạ. Rồi, để thay lời cảm ơn của fan Việt Nam dành cho khách mời của chúng ta, các bạn có thể cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Rồi, trước khi bắt đầu ha, chúng ta có thể mời khách mời của chúng ta trở lại ghế để các chúng ta dễ dàng xóa xô được không ạ? Chỉ nami ni kimi wa nan no cosplay nano? Không biết bạn đang làm cosplay nhân vật nào ấy ha? Hôm nay mình có Red ở trong Pokemon hả? À, Pokemon の主人公です。Pokemon. よろしく。Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì tất cả các bạn fan ở đây thì cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi muốn đặt cho anh Inoue đây. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu với một câu hỏi đầu tiên nhé. ここに集まってファンの皆様がみんなもたくさんの質問が。あって、まあ、今からすぐ始めようかなと思います。もちろん。OK。trong quá trình mà Bo và Khoa giao lưu thì các bạn nào muốn đặt câu hỏi hoặc yêu cầu gì cho khách mời của chúng ta, các bạn cứ giơ tay lên ha các bạn ha. Rồi. Các bạn muốn tụi Bo và Khoa đặt câu hỏi trước hay các bạn đặt hả? OK. Vậy thôi cho mình một cái mic đi ha, cho các bạn đi ha. OK, cho mấy bạn áo hồng ạ. Áo hồng. Rồi, đúng rồi. Vé xám á, các bạn đứng lên được không ạ? Cho em xin một cái mic ạ. Snap hỗ trợ giùm em xin một cái mic cho bạn ạ. Có gì mà không được nhờ các bạn.
trong quá trình chờ đợi đi ha, bao mới hỏi là anh Hiroshima Hiro là động lực nào hoặc là cơ duyên nào mà hôm nay mình đến với Việt Nam vậy? Inoue-san wa konkai no Vietnam ryokyo no kikkake to wa nan desu ka? 僕のベトナムの来たきっかけは前にマレーシアでイベントをやったんですよ。でマレーシアでイベントをやって帰りにベトナムに寄ったんですけど、そのベトナムでその陰性証明書っていうのコロナの陰性証明書みたいなのをベトナムで取んなきゃいけなくて、それが取れなくてベトナムに1日いたことがあります。はい。安妮の知識は今日khi anh ấy tham gia vào một event tại Malaysia thì lúc trở về có phải bay ngang qua Việt Nam. Tuy nhiên thì lúc đó là đang diễn ra dịch Corona và có một vài vấn đề về cái việc xác nhận việc tiêm phòng nên là anh ấy đã buộc phải ở lại Việt Nam một ngày. なのでたまたまベトナムに寄ったんですけれども、まあ、本当は飛行機の乗り継ぎっていうだけだったんですけど、まあ、そこで初めてのベトナムで、あのフォーとかあのいろんなベトナムの食べ物を一日で食べ尽くしたんですけれども、そしたら3人で来てたんですけど、メイクさんの1人がコロナの陽性になっちゃって日本に帰れないっていうので、結局13日間ぐらいベトナムいたみたいなんですよ。そういうことなんですか。thì cái lần đó đáng lẽ là anh Inoue chỉ ở lại Việt Nam trong có một ngày thôi thì một cái thành viên trong đoàn của anh đã bị dính vào phải corona nên là kết cục là cả đoàn phải ở lại Việt Nam đến tận 13 ngày và đó cũng trở thành cơ hội để anh Inoue tìm hiểu Việt Nam, tìm hiểu văn hóa ẩm thực và anh ấy rất là thích ăn phở. でもあの空港でそのベトナムのホーチミン空港でベトナムナウってやったら、その来てくれるファンの人たちが何人かいてくれて、あベトナムでも僕のことを知ってくれてるんだなっていうので初めてそこで知りました。và khi mà anh ấy lên máy bay trở về thì cũng đã có gặp một số fan ở Việt Nam bị cảm động trước cái sự hâm mộ cuồng nhiệt của họ nên là anh ấy đã quyết định là bây giờ từ giờ mình sẽ quay lại Việt Nam một lần nữa. だから今日はこんなに多くの人が来てくれるなんて思ってもなかったからとても嬉しいです。ありがとう。Anh ấy cũng không ngờ là hôm nay có nhiều người đến gặp anh ấy đến như vậy, rất là cảm ơn mọi người.Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Rồi, ok, mời bạn fan đầu tiên đi ha. Rồi, mời bạn đặt câu hỏi đi ạ. Rồi, bạn hồi nãy á, áo hồng á. Rồi, ok, ừ, đúng rồi. À, các bạn ơi, à, trong suốt quá trình talk show với lại, à, khoan cho anh xíu nữa ha. À, trong suốt quá trình mình talk show với anh Masahiro Inoue thì chúng ta sẽ, bất kể ai đặt câu hỏi thì các bạn đều được nhận một phần quà từ AC Cook, à, thương hiệu mới Zepin nha các bạn nha. Nên là ra các bạn nào cứ giơ tay để chúng ta nhận quà nha các bạn nha.Rồi mời bạn đặt câu hỏi trước ạ. Alo. Chào anh Inoue, em là fan của Kamen Rider RDK cũng giống như anh và em rất hâm mộ anh từ khi em xem phim lần đầu của anh và em mong anh có thể giải thích cho em anh trải qua trình diễn Kamen Rider RDK như thế nào ạ và em cũng mong anh cho em có thể chụp với anh và xin chữ ký của anh một lần trong đời ạ. Dạ bạn ơi, phiền bạn có thể nói lại câu hỏi với mình được không ạ? Tại vì nhanh quá thì phiên dịch viên không nghe kịp đấy ạ. Dạ. Dạ em hỏi nếu mà, trong sự kiện tham gia Kamen Rider RDK anh đã tham gia những hành động như thế nào và anh có thể giải thích cho những quá trình anh tham gia trình diễn Kamen Rider RDK được không ạ? Và tại sao không có tập 32 chỉ có tập 81 thôi? はい、彼がその前からずっとディケードのファンなので井上さんのファンでしたので、仮面ライダーディケードの撮影中、何かその何というか乗り越えた困難というか何か取り組んだことがありましたかって聞きたくて、僕仮面ライダーディケードやった時はアクションをやったことがなかったんですよ。初めてのアクションだったんで撮影前にアクション練習をたくさんしたんですよ。そしたらあの肉離れ怪我してしまって 1,2,3 は足がもう歩くのももうこんな感じだったんですけど怪我して、でも走るシーンとかそういうのをちゃんと角や司としてやんなきゃいけなかったんで、そこは苦労しましたね。
アクションはとても仮面ライダーディケイド始まってから徐々に頑張っていきました。Anh Inoue chia sẻ rằng trước khi vào vai diễn của Decay của mình thì anh ấy đã chưa có diễn những vai hành động, những bộ phim action bao giờ cả. Nên anh ấy đã rất cố gắng khi bắt đầu quá trình tham gia diễn Decay. Trong những cái quá trình mà luyện tập những cảnh hành động action trong phim thì cũng đã có nhiều lần mà anh ấy bị thương đến mức mà khó phải đi lại được. Nhưng mà vì vào vai Katoyakasa mà anh ấy vẫn phải cố gắng. Thì sau khi anh ấy tham gia vào Decay thì đó cũng là cái cơ duyên đầu tiên để anh ấy tiếp tục cố gắng tham gia và luyện tập nhiều hơn cho những cái bộ phim action trong tương lai mà đến bây giờ anh vẫn tham gia. Tức là Decay là Rider Kick và có như 横向きのライダーキックが多くて、ちょっと立ってみて、こういう、そう、こういうキック、こういうキックをすごい練習しました。ちょっとやってみるよ、いくよ、こういうの練習しましたね、はい、でも当てちゃいけないんで、そういうのはちゃんとね、考えながら。Như mọi người cũng biết thì Kamen Rider Decay, cái Rider Kick của ảnh là thực hiện theo cái chiều ngang như thế này. Nên ấy đã phải thực hiện luyện tập những cái hành động rất là nhiều. Và tất nhiên buộc là không có được đánh trúng đối tượng à. ちょっと僕から一個質問していい？はい。さっきの今質問してくれた子、角谷つかさのコスプレしてるよね？はいはい。ちょっと変身ポーズとかちゃんとできるのかなと思って。Anh Inoue muốn hỏi là như bạn đang cosplay Katoya Tsukasa, không biết là bạn có thể thực hiện cái henshin pose của Kamen Rider không? Một tràng vỗ tay thật lớn nữa cho bạn của chúng ta đúng không hả? Rồi, ok, mời bạn ở đây. Hello, what's your name? Malam Bao. Malam Bao, nice to meet you. じゃあここで仮面ライダーディケイドの変身ポーズ3、2、1で。Khoan, ok, nè, anh cầm mic cho em nói luôn ha. Ok, chờ mic đi. Tôi sẽ nói Kamen Rider, ông ơi, ok. Hãy xin. Ôi, ý nè. Đồ mà, arigato, sai cô đeo. Chờ mô tốt tìm mô tê. Dạ, sư gôi nè. Rồi, ok. Photo. Kare to isu ni sashin to. Ok, ok, ok. Oh! Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Thank you. Thấy sự ưu ái khi được hỏi chưa ạ? Chà, 次の質問行きましょうか。Rồi, ok. Và mời bạn cho một câu hỏi. Đa số đây khoan bạn ha, có dịp chút nữa chúng ta sẽ được xin riêng ở sau, thì vì bây giờ mình đang gọi là talk show chung nên ra mình sẽ đặt những câu hỏi hoặc là những yêu cầu mang tính chất tập thể chung một xíu nha các bạn ha. Rồi ok, giờ ai muốn đặt câu hỏi tiếp theo ạ? Wow, cái này là chọn tay quá thiệt, là bây giờ mình sẽ không biết là chọn ai. Chọn luôn đi. Mình sẽ để cho anh Masahiro chọn nha. Ok. OK? じゃあ、ちょっと待ってね、行くね、そっち。おじゃあね、誰にしようかな。Trời, mình thấy là chỉ cần anh đi tới chọn thôi là các bạn cũng khỏi cần đặt câu hỏi, cũng hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Các bạn cứ ổn định chỗ ngồi nha. Đừng có di chuyển lung tung nha. Rồi, OK. Bạn nhận cho em xin một cái mic cho bạn hỏi được không ạ? Cảm ơn. Dạ em chào anh Inoue. Hi. Em có hai câu hỏi. Một là tập cuối của Kamen Rider Decay á là tập 31, nhưng mà em thấy cái kết nó không được trọn vẹn cho lắm, cho nên là em muốn hỏi là cái tập 32 nó có hay không ạ? Kanari konnan shitumon desu ne. Nanka Kamen Rider Decay to wa sono 31 wa de owarimashita yo ne.で、その31の最終話で何か満足感というか不満という感じがあって、仮面ライダーディケイド32話は実在してますか？実在しますね。君は知ってる？仮面ライダージオー知ってる？明白仮面ライダージオー、この仮面ライダージオーに出てる回数を合計すると
大体50話ぐらいになる。Nếu mà tính tổng thời lượng anh ấy xuất hiện trong cái movie của Gio thì chắc đủ cho 50 tập nữa ha. でも仮面ライダーディケイドは他の仮面ライダーと違うから何話で終わるとかそういうのないから今後ももしかしたら出るかもしれないし出ないかもしれないしそれはもうみんなの応援次第です。 VDK là một 仮面ライダー rất khác các rider còn lại nên là biết đâu anh sẽ còn xuất hiện trong tương lai hoặc là không. Anh có xuất hiện hay không thì là tùy vào sự hỗ trợ hoặc sự ủng hộ của các fan ở đây. Một câu trả lời đã không ạ? Các bạn có mong chờ vào những lần trở lại tiếp theo của DK không ạ? じゃあ彼にもちょっと変身ポーズやってもらいましょうか。Bạn cũng làm hình sinh pose của DK luôn nha. Mời bạn lên sân khấu ạ. まあ、ディケイドのファンならきっとやってくれることでしょう。じゃあちょっとマイクお願いしていいですか。はいはい、あ、持ってるんじゃない。 OK OK、 じゃあ3、2、1でいくよ。ここでここでここでマイク使う。 OK 3、2、1、アクション。どうするの仮面ライダーだ、覚えとけ。変身仮面ライドディケイド。はい、ありがとうありがとう。các bạn hỗ trợ giùm mình nha. Các bạn có gì có thể là nhờ bạn bè ở dưới có thể chụp lên hoặc là trong quá trình suốt đặt câu hỏi các bạn hộ hạn chế những yêu cầu cá nhân một xíu ha, tại vì mình đang mang tính chất tập thể chung nên ra có thể là nhờ cái máy ảnh rồi chụp dưới lên giùm ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Các bạn nhớ nha, những các bạn sau mình hỗ trợ giúp nha, tại vì mình đang mang tính chất tập thể. Thank you. Rồi cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Giờ 次はじゃあ誰にしようかな。ちょっとまた見ていきますね。誰にしようかな。じゃああなた。よいしょ。はい。はい。Xin chào anh. Em và em trai đều là fan hâm mộ của anh.Em thì có một mình em vào đây để thay em trai đến dự sự kiện này. Em có một câu hỏi cho anh là khi diễn vai Chukasa ấy, anh có cảm nhận gì về vai diễn đấy và anh thấy tâm lý của nhân vật đấy như thế nào ạ? Cảm ơn. 彼女とその彼女の弟さんがその二人ディケイドの憧れで、まあ今日の弟は、来ていないんですけど、弟の代わりに。井上さんに聞いたことがあって、角谷司としてその演じたとき、その司というキャラクターにどう思いますか？どういう人だったんですか？なんかよく、角谷司は井上さんと似てますねって言われるんですけど、似てたらやばい。角谷司はちょっと性格があんまり良くない。あれ現実にいたらやばいやつ。だけどなんかどこか角谷司はやばいやつなんだけどなんか芯が通ってて実は正義の行いをしてたりする、まあ、変なやつなんで、そういうちょっとこう微妙なところが難しかったですね。はい。Khi mà anh Inoue diễn vai Kadoya Tsukasa thì vẫn thường bị mọi người xung quanh nói là hình như Inoue với Tsukasa cứ giống nhau thế nào ấy nhỉ?Nhưng mà riêng anh Inoue cảm nhận ấy thì một người như Tsukasa mà thực sự tồn tại ngoài đời thì hơi bị nguy hiểm ấy nha. Cái tính cách đó thì khá là nguy hiểm xã hội. Nhưng mà tuy là nói là như vậy, nhưng mà Tsukasa vẫn luôn là một người có cái trái tim chính nghĩa trong mình. Nên chính anh Inoue khi bị hỏi về Tsukasa cũng có những cái mâu thuẫn rất là lớn trong cái suy nghĩ của mình. Rằng đây có phải thực sự là một cái nhân vật tốt không ha? Và đó là cái cảm nhận của anh về nhân vật ạ.いやだからね、本当1、2、3話のどこかで女性を殴るシーンがあって、で女性が鼻血出ちゃうんだけど、
もうすごい非難轟々でした。空が世界。そう。Vào khoảng đầu phim DK, chắc mọi người còn nhớ khi DK ghé thăm thế giới của Kuga thì có, đã có cảnh đấm một nữ cảnh sát đến chảy máu mũi. Và cái cảnh đó đã bị nhận rất là cái nhiều lời phê bình đương thời. Anh Inoue chắc chắn là sẽ không làm những việc như vậy ha. Ok, câu hỏi tiếp theo. OK. じゃあね、誰にしようかな。次はちょっと奥の方行ってみようかな。ちょっと奥の方に。おかっこいいね、かっこいいね。ちょっと奥の方行ってみる、奥の方。じゃあ các bạn đừng di chuyển theo anh Masahiro Inoue nha. Các bạn cứ ổn định chỗ ngồi thì anh sẽ tự đến để mà mời các bạn thôi. これ何のコスプレこれ。It's Kamen Rider Shin 01. 01. Yes. Nice. じゃあ質問もらおうかな。ちょっと戻ろう。遠い遠い。はい。Rồi mời bạn đặt câu hỏi ạ. Bạn có sợ King Black King Form với Omazio không? ディケードとしてディケードとしてブレードキングフォームとオーマージオが恐ろしいと思いますか？ディケードとしてディケードとして、やられた記憶はないね。ハニューアネキャニアイビビランバイハン。本気で戦った記憶もないね。Thật sự là chả có một ký ức nào hết luôn ha, chả nhớ gì. 本気で戦ってたら、オーマジオ、まあキングフォーム相手だったら、キングフォーム横に出して、で切ってます。切ってます。うん、クロックアップしてます。Nếu như mà gặp King Form thì anh ấy sẽ sử dụng clock up để đánh ha. どうもありがとう。オーマジオ。オーマジオと戦うときは強いんで、インビジブルで透明になります。本気出したら。で、透明になってないからまだ本気出してない。Nếu thực sự anh ấy nghiêm túc đánh với Omazio thì chắc chắn anh sử dụng kẹt tàng hình ha.まあ、あとはコンプリートフォーム21になるかな。絶対は không thể thiếu DK 21 ha mọi người。ライダーヘディング。chắc là mình có thấy có cái phần trên đầu của DK 21 nên mình xài cái đó để đánh Omazio cũng được ha。はい。ありがとう。Thank you。Câu trả lời vừa rồi quả thật là thú vị ha các bạn ha. Và sau đây thì mình xin được phép mời một bạn tiếp theo để đặt câu hỏi nha. Các bạn nhớ giúp mình là khi mà được anh Masahiro Inoue đi xuống dưới đó thì các bạn cứ giữ nguyên vị trí chỗ ngồi, đừng đi theo anh ấy nha. Dạ, 次は じゃあ彼。はい。すいません、質問を日本語にさせていただきます。すごい日本語上手。ベトナム語より話せますね。ベトナム語はあとどうなんかすいません、まずはドキしますまずはこの質問で、ね先にトム・コンスタンティンさんから聞きますけど、まずは F8A、ジサリスシリーズに、うん、外国人俳優と出させていただけませんか。聞いてます。トムさんはね、ガロの映画に協力したいらしいですね、うん、そしてこれは自分からの質問です。特に協力したい俳優とかのタレントとかありますか。いますか。 OK、 ありがとうございます。以上です。 OK、 ちょっとみんなに、会場のみんなに聞きたいんだけど、センティカ F8 ABA6 ジサリス知ってる人、
Mọi người có biết về Senchika Jisalis dự án mà anh DK đang đóng không ạ? Wow, すごい! YouTube 見てくれてますか? Mọi người vẫn xem phim trên YouTube chứ ạ? ありがとう。ジサリスは、まあ、僕が生み出した特撮でもう12話まで終わったんですけれども、まあ、できれば今後も続けていきたいなと思ってます。Phim Senchika Jisalis tuy là hiện tại đã kết thúc ở tập 12 nhưng mà riêng anh Inoue thì vẫn muốn bộ phim được tiếp tục cho đến sau này nữa. 特にあのガロシリーズって皆さん知ってますか? ガロシリーズ。Mọi người có biết đến ガロ không ạ? おお、すごい。ガロシリーズに出てた主役の黄金騎士の栗山渉くん知ってますか? 道外龍が知ってますか? そう、龍が、そう。その龍がと一緒のアクションのシーンとかやりたいなと思ってます。Anh ấy rất muốn đóng chung những cảnh action với Liu Ga. 他にもたくさんの特撮俳優をこのジサリスのプロジェクトに参加してもらいたいし、このベトナムの俳優さんも参加してくれたら嬉しいなと思ってます。Nếu ở trong dự án Sentika sắp tới của mình mà có những cả những diễn viên Việt Nam tham gia vào nữa thì anh nghĩ là sẽ rất vui. あの日本とベトナムが50周年っていうことなので、その50周年を記念して何か僕らもジサリスを通じて作品ができたらいいなと思ってます。Hiện tại thì như mọi người cũng biết là mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã đạt đến năm kỷ niệm thứ 50 thì anh ấy rất mong là ở cái thời điểm như thế này thì thông qua tác phẩm Jisalis của mình có thể gọi là mình có thể làm một cái gì đó chứng tỏ cái mối quan hệ hảo hữu giữa hai nước được không thông qua tác phẩm của chính mình. ちょっと皆さんと一緒に新しい特撮をまた作れればいいなと思ってます。よろしくお願いします。Anh ấy rất mong rằng trong tương lai sẽ có cơ hội được làm việc ở một dự án tokusatsu với người Việt Nam, với tất cả mọi người đang ở đây ạ. Thank you. Rồi, cảm ơn anh Inoue rất là nhiều. À, và câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, そろそろ. Dạ, 2人 選んでいい? Dạ, あそこのディケードとそこのディケード. はいはいはい. そこのディケードとそこのディケード. はい。さあ、マイクは ディケイドとディケイド。Anh ấy muốn chọn hai người đang cosplay DK để họ đặt cho câu hỏi về anh nha. Bên staff hỗ trợ giùm mình thêm một cái mic nữa ạ. Em chào anh ạ. Cho em hỏi là trong quá trình quay Kamen Rider DK thì anh đã từng mặc những cái bộ suit và diễn chưa? Và nếu có thì nó gặp những cái khó khăn trở ngại nào? はい、じゃあ質問は、仮面ライダーディケイドの撮影中に、その他のライダーのスーツも着たことはありますか？もしやったら、その何かの困難とか動きに支障があったのかを聞きたいです。何か動きにその邪魔があるかどうか、そのライダースーツの。ライダースーツ、まあ、ライダースーツはもうどれも動きやすいです。Anh ấy nói thực ra là rider suit nào cũng rất là dễ chuyển động, mặc vô rất là dễ diễn. ただちょっとあのディエンドっているじゃない、ディエンド。あれだけなんかエスカレーターみたいな感じでなんかちょっとあんまり形が気に食わなかったです。Trừ cái ngoại lệ duy nhất là cái bộ giáp của Kamen Rider DN thì cái thiết kế của nó làm anh ấy khá là khó chuyển động hơn. じゃあちょっとあの二人のディケイド上がってきてもらおうかな。台上に。Mời bạn DK cosplay DK còn lại đặt câu hỏi. Dạ, mình tên là Huy. Mình có muốn một câu hỏi là trong thời gian sắp tới cái bộ Kamen Rider DK có được nâng cấp hay không hay là vẫn giữ form 21 hay là vẫn nguyên trạng vậy hay là mình mong là nếu mà sau này DK trở lại thì mọi người ở đây có rất là vui ạ. Mình xin hết ạ. Cảm ơn bạn.
近未来にまたディケードの、強化はありますか？何かのアップグレードとか、まあ、ディケード21と別のスーツがあるかどうか聞きたいです。さあどうでしょうね、どうなんでしょうね。もしかしたらあるかもしれないし、もう角谷司は死んで帰ってこないかもしれないんで、それはわからないです。あにのえ、今期はもう一件だはん。có thể rằng Kadoya Tsukasa sẽ không xuất hiện bao giờ nữa. まあでも、そう、ディケードはなんか永遠に強化される気がします。Nhưng mà anh ấy có cảm giác rằng Decay sẽ luôn luôn tồn tại. Rồi, một tràng vỗ tay cho câu trả lời của anh được không ạ? じゃあちょっとあのこの二人には変身ポーズじゃなくて、ちょっとライダーキック見せてもらおうかな。Không biết hai bạn đang cosplay Decay ở đây có thể trình diễn Rider Kick được không ạ? Mời hai bạn tiến về phía sân khấu để cùng anh Masahiro Inoue trình diễn lại phân đoạn Rider Kick ạ. できるかな? Rider Kick. もうちょっと準備に時間がかかりそうですね。じゃあ、どんなライダーキックにしましょうか? まあ、Decay の基本ライダーキック飛んでるんで、ちょっと飛ぶのはできないと思うんで、じゃあ兜のライダーキックをやってもらおうかな。Anh ấy không biết là vì Decay cái rider kick của Decay thì là nhảy từ trên trời xuống đúng không? Chắc chắn là mình không thực hiện điều đó được ở đây. Hay là hai bạn có thể trình diễn lại rider kick của Kabuto. Có thể trình diễn lại rider kick của Kabuto không ạ? じゃあ僕がアタックライド兜って言うんで、アタックライドカブトって言ったらカブトのライダーキックやってほしいです。 OK できる？カブトのライダーキックじゃあ一回やるよ、一回やるんで。あのカブトのライダーキックはこう回し蹴りです。こういう回し蹴り。 OK もうこれで回し蹴りした後にこのこういうポーズ取ってこうなります。 OK 一回やってみるよ。そう。じゃあ行きますよ。アタックライド、カブト。はい、こういう感じです。できますか？よし、やってもらいましょう。じゃあ、どうぞ。さあ、じゃあディケイトのライダーキックやってもらいましょうか。いきます。アタックライド、カブト。これね、スーツだからかなり難しいはずなのに、いや、ちゃんとやってくれましたね。tuy là đang mặc suit rất là khó chuyển động nhưng mà anh DK cảm ơn bạn đã cố gắng thực hiện rồi. ありがとう。ありがとう。じゃあこっちのディケイドにもやってもらおうかな。よし。どっちがうまいかな。はい、じゃあそれではいきます。ディケイドのライダーキックやってもらいましょう。アタックライド、カブト。vẫn cho một tràng vỗ tay để cổ vũ bạn được không ạ? OK. ちょっとスーツが弱かったね。はい。OK. ありがとう。じゃあディケイド。おお。おいで、こっちも。じゃあ、写真撮ろう。ウェイワーアーマン、ウェイワーアーマンか。Thank you, thank you. Thank you very much. ありがとう、ディケイド。Cảm ơn hai bạn rất là nhiều ạ. Và một câu hỏi tiếp theo ạ. 帰れる?はい、じゃあ次行きましょうか。じゃあそこの金髪のコスプレの。バインコスプレ、トンバイン。バインコスプレ。Em có thể anh hỏi anh trong tiếng Nhật được không ạ?
Dạ rồi, bạn cứ hỏi đi. Mongol thì đại chúng được không? OK. Hi, もしチャンスがあればウルトラマンシリーズで出演しますか? One more. もしチャンスがあればウルトラマンシリーズで出演しますか? ウルトラマンシリーズ? はい。あ、もしチャンスがあればウルトラマンシリーズに出演しますか? っていう。OK, bạn có thể đọc lại để cho các bạn hiểu được. Câu hỏi của bạn ấy là nếu như có cơ hội, không biết là anh Inoue có muốn tham gia vào một series Ultraman nào đó không ạ? Mà 僕 Ultraman にならなくても仮面ライダー J っていうのになればでかくなれるんだよね。Ngay cả khi anh ấy không tham gia làm Ultraman, thật ra bây giờ anh ấy cũng đã quá là nổi tiếng với cái việc là Kamen Rider DK rồi ạ. À, mà ウルトラマン、まあ、機会があればもちろんあの出演してみたいなと思ってます。でも、僕は Ultraman のシリーズは、僕は機会を演出するのは、でも現状ちょっとビーム出ないですね。こう現状は今はビーム出ない。あ、OK、大丈夫。はい、じゃあ次行きましょうか。NEXT。はい、じゃあ手前から行きましょうか。手前から行きましょうか。はいはい、じゃあマイクお願いします。các bạn nào hả là muốn hỏi thì các bạn tranh thủ giơ tay nha, chỉ còn một hai câu nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu end phần hỏi và giao lưu với khách mời của chúng ta rồi.Can I ask the English? It's easier for me. Hi. All right. Hi, Inoue-san. Can I ask that? Sorry. Hi. So, what's your favorite show of all the show you act on? So what's his favorite show? In the show? Yeah, in the show that he act in. No. what is the favorite show that you were featured in?何かのそのなんていうかね、その有名な特撮作品に出演したことがある作品はどんな作品でしたか？何のやつ？なんていうかね、なんか井上が今までその出演した特撮のシリーズをその教えてくださいませんかって。あ、特撮のシリーズ。何でもいいです。映画全体。え、どういうこと？今まで出演した映画、今まで特撮で？特撮だけじゃなく、だけじゃなくて、あ、僕が今まで出演したことある作品？はいはいはい。あ、日本のドラマとかは結構あるんだけど、あの僕の夏休みっていうあの昼にやってるドラマとか、あとは IS っていうドラマとか、あとはゼブラーマンとか知ってるかな？知ってる。おゼブラーマン、ゼブラーマン2っていうのに出たりとかしてます。はい、まあ、そんな感じですかね。另外各シリーズ特撮提案イノウェイ cũng đã có tham gia vào nhiều dự án khác, những dự án phim drama truyền hình của Nhật Bản như là はい、どうもありがとう、どうもありがとう。僕の夏、もう部屋ごとい。じゃあ続いていきましょうか。はい、続いてじゃあ手前から行こうかな。手前からじゃあ君行こうか。はい。Dạ, em chào anh Inoue. Thì vào em có một câu hỏi là vào ngày 5 tháng 7 vừa rồi ở trên Twitter anh có đăng một tweet là DK. Thì liệu mày có thể nhắc lại câu hỏi được không? Dạ, vào ngày 5 tháng 7 vừa rồi ở trên Twitter anh có đăng một tweet là DK. Thì liệu đây có phải là một cái hint về sự trở lại trong DK vào series tiếp theo vào tháng 9 không ạ? Xin cảm ơn ạ.最近井上のツイッターアカウントで
ディケードに関する情報がツイートしたようで、これはディケードがまた現れるということですか？どうでしょうね。ディケードはどこにでも現れそうなんですけど、わからないですね。anh ấy có cảm giác là Decay là một kẻ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu luôn ha. Nhưng mà series tháng 9 này thì anh ấy chưa chắc nha. Nhưng mà mọi người cứ tiếp tục ủng hộ và cứ tiếp tục trong mong người tiếp tục ủng hộ cái series tháng 9 này ạ. OK, mọi người vẫn sẽ ủng hộ anh đúng không ạ? Và bây giờ thời gian do có hạn nên thành ra chúng ta chỉ một câu cuối nữa thôi nha. Nha, yeah, một câu thôi. OK. じゃあそこのディケードの T シャツの人。Bạn đang mặc áo thun Decay ấy ha. Mời bạn ạ. Dạ, em chào anh Masahiro Inoue. Em rất vui vì anh đến Việt Nam để mà tham dự sự kiện này. Với lại em ở đây em cũng có một câu hỏi là có thật sự là anh sẽ quay trở lại là một rider mới của Kamen Rider Gotcha không? Và cái phong mà anh sẽ là rider DK mới tên là DK Hoàng Kim phải không anh? Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi hay không ạ? OK, mời anh ạ. Không biết là bạn có thể nhắc lại phần sau của câu hỏi về việc anh ấy xuất hiện như một Kamen DK mới không ạ? Dạ, mời bạn nhắc lại ạ. Nhắc lại phần sau của câu hỏi giúp anh ạ. Thật ra em muốn hỏi, em có một tin em nghe trên đồn trên mạng nói là anh sẽ quay trở lại trong Kamen Rider đời thứ 5 của Reiwa, đúng không anh? Với lại nữa, anh chờ Rider mới của anh là Rider DK Hoàng Kim phải không? Em chỉ hỏi vậy thôi. このいろんな噂があるんですけど、令和の、5作品目にそのまた再出演するという噂があるんですけど、それは正しいでしょうか？そしてもしかしたら次のディケードのその出現が、そのディケードはまた別のフォーム、ゴールデンフォームみたいなやつあるんじゃないかなって聞いてみたいんですけど。そうだな、出ても出なくても仮面ライダーガッチャードを楽しんでほしいです。anh ấy muốn là dù xuất hiện hay không thì mọi người cũng hãy xem và ủng hộ仮面ライダーガッチャー nha。OK。Rồi, OK, à, mình có thể gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn ở dưới được không ạ? Fan の皆さんにこう挨拶、最後の挨拶。はい、じゃあベトナムの皆さん、時間が来てしまったようで、本当に短い時間でしたけれども、皆さんと楽しく喋れて本当に良かったですし、もう本当僕にとっての宝物になりました。ありがとうございました。Tuy là trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng mà cơ hội để giao lưu với mọi người ở đây là một báu vật không thể thay thế với anh. Inoue Masahiro ạ, xin rất cảm ơn mọi người. 僕はまた明日もここに来ると思うので、よかったら皆さんも顔出しに来てください。 Ngày mai anh ấy sẽ lại tiếp tục tham gia vào event, và nếu được mọi người hãy tiếp tục đến và ủng hộ cho DK nhé. そしてセンティカ F8ABA6 ジサリス、まだ見てない人いたら見てください。 Ai chưa xem センティカ thì nhớ về xem nha。Rồi, để また明日会いましょう。Hẹn gặp mọi người vào ngày mai ạ。Và trước khi kết thúc chương trình của chúng ta thì chúng ta lúc nào cũng phải có một yêu cầu đặc biệt đúng không ạ? Rồi, và đúng là như vậy, thì hôm nay chương trình Manga Comic Con chúng mình muốn các bạn cùng đứng lên để cùng anh Masahiro Inoue thực hiện lại động tác henshin mà ngày nào anh ấy đã từng làm. Được không ạ? Được không ạ? Minasan to issho ni Kamen Rider。Right, right, なるほど、OK、じゃあちょっと変えてもいい？いいです。ちょっと変えてもいい？はい。せー、スリー、ツー、ワンで。いやいや、はいはい、せー。オノレディケードで行こうか。Bây giờ anh ấy sẽ đếm ba hai một, mọi người hãy cùng オノレディケード。
もう隣の会場にまで届くぐらいの大きな声でお願いします。OK? Hãy hét to đến mức mà ngay cả hội trường kế bên cũng nghe giọng mọi người nha. Được không ạ? Được không ạ? それでは行きますよ。準備はいいですか? Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? 3, 2, 1. おのれ ディケイド! ありがとう! またね!Và để cảm ơn anh, khoan, mình đứng đây à, mời ông chủ tịch hội đồng quản trị của Vietfest, ông Phạm Minh Tuấn cùng lên cho một bó hoa lưu niệm để tặng cho anh Masahiro Inoue đó. Thank you very much. Rồi các bạn nha, các bạn đứng yên nha, các bạn có thể dồn lên để chúng ta sẽ có một tấm hình chụp từ trên xuống để với anh nha các bạn nha. Rồi đứng yên, khoan, các bạn đứng yên để chúng ta chụp từ trên xuống là anh. Rồi. Ok. Rồi, từ trên là chụp xuống nha em. Rồi mình có thể ngồi xuống không ạ? Ngồi xuống ạ. Ngồi xuống ạ. One more, three to one, いくよ。 Now, one, two, three. Yeah. Yeah. Khoan nha các bạn nha, các bạn ơi, các bạn còn biết hả là chúng ta có thể chụp hình với anh Masahiro Inoue ở ngoài cái booth nha các bạn nha. Bây giờ anh sẽ trực tiếp ra booth nha các bạn.